Hello mọi người, xin chào đã trở lại với kênh Xin chào Houston. Cũng trong cái vấn đề là cái tiền cứu trợ thì thưa mọi người thì hôm nay là cái ngày cuối cùng để cho những cái bạn nào mà chưa khai thuế đó thì lên trên irs.gov là điền cái non-filer để mà nhận được cái tiền 1.200. Thì song song đó thì thưa các bạn là có một cái nguồn tin là các bạn sẽ nhận được một cái check nữa, đó là cái 2.000, cái check 2.000. Thì theo cái thời gian bây giờ, cái hiện tại vào cái ngày 22 tháng 4 á, năm 2020 á, thì cái này chưa phải là luật, cái này cũng chưa phải là dự luật nữa. Cái này hiện tại bây giờ thì nó mới chỉ là một cái proposal, một cái đề nghị. Thì cái đề nghị này là của hai cái vị congressman của Ohio với lại California. Thì Tim Ryan là cái người mà các bạn trước đây biết được là ông cũng đã run cho cái presidency, là đã đi mà vận động để tranh cử. Thì hai cái người này hiện tại thì đưa ra một cái proposal là mỗi người sẽ nhận được 2.000. Thì trong cái Twitter account của ông Tim Ryan á, thì các bạn có thể vào đây để mà biết được cái thông tin này. Thì đây là ông nói là cái này không phải là fake news hoặc là cái gì hết, nhưng cái này là chỉ hiện tại nó chỉ là cái proposal thôi, thì nghĩa là nó chưa được pass qua bởi Congress. Ok, thì ông nói là trong cái này thì nó sẽ có được 2.000 cho mỗi người dân. Ok, và cái này ông làm chung với cái vị congressman ở Connor ở bên California, thì cái vị này cũng có đề nghị như vậy. Và song song đó thì ông có đề nghị hai điều, đó là cái essential work bills of right, thì cái essential workers bill of right là cái quyền bảo vệ cái quyền lợi cho những người mà làm, mà hiện tại chúng ta gọi là essential là những người giống như là bác sĩ, y tá chẳng hạn, thì đó là những cái người gọi là essential workers, thì bảo vệ những người đó. Rồi ông cũng đề nghị tới cái việc là 2.000 cho mỗi người. Thì thưa các bạn, thì hiện tại thì cái này nó chỉ là cái proposal, cho nên các bạn đừng có hiểu lầm là bây giờ là các bạn sẽ chờ để mà nhận được cái 2.000 này. Ok, thì cái 1.200 thì các bạn đã được nhận, thì hy vọng là các bạn sẽ nhận được trong trong vòng mà nhanh thôi, trong thời gian tới đây. Thì cái proposal 2.000 thì nó có những cái điều kiện gì thưa các bạn? Thì nó có như thế này, thì những người mà công dân Mỹ, có nghĩa là các bạn phải có quốc tịch hoặc là có visa hoặc là có social security, còn những người mà illegal mà ở Mỹ thì không có nhận được. Ok, và các bạn có thể nhận được 2.000 mỗi tháng, và người ta nói là ít nhất là 6 tháng, ít nhất là 6 tháng, hoặc là cho tới khi nào mà 60% dân số của nước Mỹ có công ăn việc làm trở lại á, thì cái này nó mới dừng. Thì cái proposal này, cái đề nghị này là như vậy hiện tại. Và cái này nó không có tính là một cái income, cho nên các bạn không phải count as income, có nghĩa là sau này mình không cần phải khai thuế hoặc là cái gì hết. Và một điều nữa là cái này nó không có liên quan, nó không có dính dáng, nó sẽ không có ảnh hưởng tới những cái việc khác, như là cái chuyện các bạn đang xin tiền cái tiền unemployment chẳng hạn, thì nó sẽ không dính dáng tới những cái chuyện đó. Ok, thì để mà có được cái này á, thì nó khác một chút xíu so với 1.200. Thì như cái 1.200 thì các bạn biết là những người như chừng nếu mà independent mà được claim hoặc là independent thì mấy cái đó, thì cái này thì nó nói một chút xíu, đó là cái age requirement của cái này là từ 16 tuổi. Ok, 16 tuổi trở lên, và làm ít hơn 130.000 cho một người. Ok, thì sẽ nhận được cái số tiền 2.000 này. Và nếu mà các bạn mà là làm thuế mà khai chung trong một gia đình, là married couples, thì ít hơn 260.000, và có thể nhận được ít nhất là 4.000 cho mỗi tháng, thì đây là hai người. Ok, thì những cái gia đình nào mà có con cái á, thì sẽ nhận được 500 cho mỗi đứa trẻ, và người ta chỉ tính tới cái đứa trẻ thứ ba thôi. Ok, cho nên cái đứa trẻ thứ tư thì không có tính nó, thì chỉ tính 500 cho mỗi đứa trẻ thôi. Và người ta vẫn dựa vào cái tiền thuế của năm 2018 và năm 2019 để mà tiếp tục làm cái này cho các bạn. Ok, thì cho một ví dụ như vậy, một người làm khai thuế riêng, làm 100.000, thì cái người đó nếu mà không có con cái á, thì sẽ nhận được 2.000 một tháng. Còn nếu cái người này mà có ví dụ như là hai đứa con á, thì nhận được 3.000. Ok, còn nếu như mà cái người mà
Marys á, là cái người có gia đình á, thì cái người này trước tiên là phải làm cho ví dụ là làm 200 ngàn đi, thì cái người này có thể nhận được, cái gia đình này có thể nhận được 4 ngàn, và nếu có 3 đứa con á, thì nhận được 5 ngàn rưỡi, rồi có 4 đứa con cũng nhận được 5 ngàn rưỡi, và sau 6 7 đứa con thì cũng nhận được chỉ có 5 ngàn rưỡi thôi, tại vì các bạn người ta chỉ trả 500 đô cho cái đứa thứ ba thôi. Ok, thì đây là cái đề nghị, cái proposal của cả hai cái vị congressman này. Cho nên bây giờ thì nó chưa thành cái dự luật, nó chưa là cái luật, thì nó chưa biết là khi nào. Ok, thì cái này phải chờ tới cái Congress nó vote rồi này kia nữa mới được coi là cái này cái dự luật, rồi sau này rồi Tổng thống Trump ký, rồi thì lúc đó nó mới thành cái luật. Ok, thì đó là cái 2.000. Thì cái 2.000 này á, nó khác với cái 1.200 như thế nào, thì nó có 4 cái điều nó khác. Cái điều thứ nhất á, thưa mọi người, là cái này thì nó chưa là cái dự luật, rồi nó cũng chưa là cái luật nữa. Còn cái 1.200 thì đã là cái luật rồi, thì chúng ta có nghĩa là chúng ta đang chờ để lãnh cái tiền 1.200 đó. Rồi cái tiền 1.200 á, là cái tiền mà các bạn chỉ nhận được một lần thôi. Còn cái tiền 2.000 này á, khi mà nó thành luật á, thì các bạn có thể nhận nó 2.000 mỗi tháng cho một người, giống như cái số tiền mình nói phía trước á, thì 2.000 một người cho tới 6 tháng. Ok, cho tới 6 tháng, hoặc là cho tới khi mà 60% dân số của Mỹ có công ăn việc làm trở lại. Ok, và cái điều thứ ba này, cái điều này là trong cái điều 1.200 thì không có, đó là những cái college student hoặc là cái disabled person á, thì không có thể nhận được cái 1.200, nhưng mà trong cái proposal này á, thì cái đề nghị này á, thì các bạn có thể nhận được cái 2.000 này. Ok, thì không cần phải, người ta không có tính tới dependent hay là independent trong cái vụ này. Rồi cái điều thứ tư là cái mức limit, cái mức tiền mà các bạn làm á, thì khi mà nhận 1.200 là phải làm dưới 75.000 cho một người. Ok, hoặc là dưới 160, 150 cho một gia đình thì phải. Thì cái đó là của 1.200. Còn cái bên này á, thì các bạn làm cái limit nó cao hơn một chút xíu, là một người thì làm dưới 130.000, còn một gia đình á, thì nó double cái của 1.500 á, thì hình như là 300.000. Ok, thì đó là cái điều khác nhau của hai cái này. Và cái điều đặc biệt nữa, một lần nữa thưa các bạn, là cái 1.200 là đã thành luật rồi, còn cái 2.000 này thì nó cũng chưa thành cái dự luật nữa. Ok, cho nên các bạn đừng có chờ cái 2.000 này, thì không biết nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà đây là cái điều mà đã được propose bởi hai cái vị congressman của Ohio với lại California, thì hiện tại nó là như vậy. Thì đây là một chút thông tin về cái điều này. Xin chào và hẹn gặp lại.